Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn. Và một ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Mình là Ngôi Nhà Mơ Ước 1. Hôm nay mình xin chia sẻ thêm đến quý vị, bà con, cô chú, bác và anh chị thêm một cái mẫu nhà mái thái hai cấp ở nông thôn với cái chiều rộng là 7m, chiều dài là 14m, gửi đến mọi người tham khảo. Mẫu nhà mái thái thì được thiết kế đầy đủ công năng các bạn. Cái phần sảnh đệm phía trước là 2m, từ cái phần sảnh ra phía sau là 14m. Như vậy tổng cái chiều dài tính luôn cái phần sảnh là 16m. Còn cái hàm mặt tiền là rộng 7m, được thiết kế là 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng ăn, 1 nhà bếp và 2 nhà vệ sinh. Đây là nhà mái thái, đúng chất mái thái nha các bạn. Được lợp 2 mái, 2 cấp mái thái, kèm theo đó là cái xeno, thì là xeno thành bao, chứ không có cái mái dè lơi như nhà những cái mẫu nhà trước mà mình đã chia sẻ. Cái mặt tiền thì cũng được thiết kế rất là đơn giản các bạn. Cái điểm nhấn của ngôi nhà này, ngoài cái chiều cao cái mái thái ra, cái điểm nhấn đó chính là cái sảnh đệm ở phía trước các bạn. Còn thì được thiết kế là cột vuông, chỉ bảng âm, đế vuông. Còn phía bên tay phải thì được thiết kế là hai cái cửa sổ nhỏ và một cái bồn hoa để tạo cái điểm nhấn cho mặt tiền nhà này đã được sinh động hơn. Từng cái công năng sử dụng phía bên trong cái nhà mái thái này được đặt để nghiêng để nó phát huy hết cái tác dụng của nó, gồm có hai nhà vệ sinh thì nhà cầu và nhà tắm, một phòng ăn nghiêng, nhà bếp nghiêng và phòng khách kiêm phòng thờ. Với một diện tích xây dựng tương đối vừa phải nhưng nó được thiết kế đầy đủ công năng, rất là phù hợp đối với những cái đôi vợ chồng trẻ mới nghiêng thành gia lập thất muốn xây dựng cho mình một cái tổ ấm. Và sau đây mình cũng chia sẻ là tổng cái chi phí xây dựng của cái nhà mái thái này nó chính là 550 triệu nha các bạn. Còn về cái phần cái nhân công á, là 1,2 triệu một mét vuông. Cái mẫu nhà mái thái thật sự đẹp và cứng cáp khi mình lợp ngói nha các bạn. Nếu như chi phí của mình hạn hẹp thì mình sẽ chuyển xuống lợp tôn giả ngói thì nó cũng rất là đẹp. Nhưng mình cũng khuyên bà con mình á, nếu như mình tốt nhất là mình nên lợp ngói nha các bạn, giúp cho ngôi nhà mình nó trở nên cứng cáp và sang trọng và nó tăng cái giá trị của cái nhà mình lên. Tại cái vị trí sảnh ở phía bên trái và phía bên phải thì được thiết kế là cái lan can nha các bạn, giúp cho việc an toàn trong việc lưu thông đi lại, cũng giống như là tạo một cái điểm nhấn cho cái phần sảnh này trở nên cứng cáp hơn. Cái cấu kiện lan can là một cấu kiện rất là quan trọng và nó tạo một cái điểm nhấn rất là đắt giá. Và mình cũng khuyên bà con mình trong quá trình xây dựng mà mình cũng đừng bỏ qua cái lan can. Thực tế ra thì nó cũng không có đổi cái chi phí của nhà mình lên là bao nhiêu, nhưng mình đã giúp cho ngôi nhà mình nó trở nên cứng cáp hơn. Cái mặt tiền tại cái vị trí cửa bốn cánh đó thì được ốp gạch 80-80 màu trắng vân giả đá mebo màu ghi các bạn, để tạo một cái điểm nhấn nhẹ cho cái mặt tiền này. Cái màu sơn trong cái nhà này, màu sơn chính đó chính là màu trắng các bạn, còn cái màu nhấn đó chính là màu xanh ghi. Đây chính là một cái màu mà mình cũng cảm thấy rất là thích, và cái màu này cái hiệu ứng của nó mang lại đối với công trình là rất là cao các bạn. Vì cái mẫu nhà mái thái được rất nhiều bà con mình ưa chuộng lựa chọn xây dựng, và mình cũng nhận được rất là nhiều những cái lời tư vấn từ phía bà con mình về cái mẫu nhà mái thái. Và chính vì vậy mà mình thực hiện cái mẫu nhà mái thái này với một cái thiết kế rất là đơn giản, gửi đến cho mọi người tham khảo. Cái mặt tiền phía bên tay phải thì được thiết kế là cửa sổ hai cánh thôi bạn, giúp lưu thông gió và ánh sáng cho cái phòng ngủ phía sau. Còn trên đỉnh cái cửa sổ thì được cái thiết kế là một cái ô văn lập gối nha các bạn. Trang trí cái phần này là kẻ những cái chỉ âm, chứ mình không có ốp gạch. Cái điểm nhấn tại cái vị trí ô văn này là mình sẽ gắn một cái bóng đèn dạ, và nó dạ xuống và nó chiếu sáng luôn cho cái bồn bông để tạo một cái điểm nhấn tại cái vị trí này. Pseudo thì được thiết kế là pseudo thành bao nha các bạn. Trong cái trường hợp mà mình không có thích cái phần cái pseudo thành bao này thì mình chuyển sang là cái mái dè thả thì nó cũng rất là đẹp và cũng rất là hợp lý đối với nhà mái thái.
Cái nền nhà máy Thái thì cũng được thiết kế khá là cao các bạn, được thiết kế là tâm bậc tam cấp và cái chiều cao nền đó chính là 780, thì tạo nên một cái điểm nhấn cho cái nền, cũng giống như ta tạo cho nó một cái chân nó cứng cáp hơn thì được ốp đá trẻ nha các bạn. Nói về những cái bậc tam cấp thì theo phong thủy thì mình chỉ có thể làm được là 3 bậc, 5 bậc hoặc là 7 bậc thôi nha các bạn. Với tam cấp thì mình không có làm theo cái số chẵn như là 2, 4, 6 được. Đây cũng chính là một cái phần mà mình đã chia sẻ và cũng nhận được rất là nhiều những cái lời comment từ phía mọi người. Và trong video này mình cũng xin giải thích và chia sẻ về cái quy định của bậc tam cấp. Còn nếu như tam cấp mình chi phí mình cao á, thì mình có thể là ốp đá ba cương hết toàn bộ cái tam bậc tam cấp này. Còn nếu chi phí mình hạn hẹp á, thì sẽ chuyển sang là ốp gạch giả đá. Với một cái diện tích xây dựng tương đối là vừa phải 100m², với cái chiều rộng mặt tiền là 7m, chiều dài là 14m. Với một cái chi phí là 550 triệu, đây chính là một cái mẫu nhà mơ ước của rất là nhiều bà con mình ở nông thôn. Hy vọng thông qua cái video mà mình chia sẻ nhà máy Thái 2 cấp ở nông thôn với cái chiều rộng là 7m, chiều dài là 14m gửi đến bà con cô chú bác và anh chị có thêm một sự lựa chọn về một cái mẫu nhà máy Thái sân vườn ở nông thôn để mình tham khảo lựa chọn trước khi xây dựng cho mình một ngôi nhà như mơ ước. Và video của mình đến đây là xin kết thúc và bây giờ xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Nếu các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên nhấn đăng ký chia sẻ cái video này ủng hộ mình. Để mình có động lực tạo thêm nhiều video nữa gửi đến mọi người tham khảo. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều.